Rồi, chào mừng anh em quay lại trận đấu rất hấp dẫn giữa Đinh Xuân Bảo và Hưng Béo. Bên kia là Phong và Tài Danh. Không đều. Một cú đập rất mạnh từ Tài Danh. Sở trường đó các bạn. 1-0. Một đều. Giao cầu hơi yếu. Đội giao cầu 2-1. Đã mặt cầu 3-1. Đổi cầu 2-3. Còn cầu khá mạnh các bạn. 3-3. Tài Danh thì có sở trường cũng đập rất là mạnh. Đinh Xuân Bảo thì rất là nhanh các bạn. Hưng cũng vậy. Có cái rất tiếc các bạn, cầu vô lưới rồi. Đổi với cầu 4-3. Cầu mình đang sử dụng để đánh là cầu Vinbi cấp 77 các bạn. Các bạn cũng thấy cái độ bền của cầu. Còn rất hay các anh em, rất nhanh. Năm ba. Xuân Bảo đập. Còn cầu các bạn. Rất ly. 6-3. Cầu rất nhanh các bạn. 6-3. Còn rất mạnh rồi, thấy không? 4-6. Rồi các bạn. 7-4. Đây là những tay vợt gọi là bán chuyên các bạn. Ở cái hệ phong trào đánh cũng có rất là tốt. Rất là tiếc các bạn. 8-3. 8-3. Rất tiếc, còn qua lưới. Oh sorry các bạn, là 5-8 rồi. 5-8. Sáu tám. Cầu ao. 9-6. 9-6 rồi mọi người. Lòng mẹ cầu rất hay từ Phong. Hay quá, Phong gãy lưới rất là tốt các bạn. Đập khá mạnh. Cầu ao. 7-9. 7-9. Quá nhanh các bạn. Nhưng Bảo vẫn được. Khá mạnh. 8-9. Dở cái đó rồi. Hưng đẩy cái đó hơi dở. 9-9. 0-9 đội cầu.
Giấy cầu cũng rất là bền các bạn, nhưng mà do đánh nhiều quá là cũng sẽ bị mềm. Nhưng mà đánh nửa set cho những vận động viên bán chuyên như vậy là rất là tốt, thì là cầu như vậy cũng tương đối là bền nữa mọi người. Quá hay, đập khá mạnh các bạn. Một chín, tỷ số giờ 1-9. Bên đại danh với Phong đang dẫn 0-1. Một đều. Hay quá Bảo ơi. Vậy đó mà vẫn thủ được. Tiếc quá, đập rồi vô lưới. Tỷ số giờ 2-1. Sau khi đập 10 trái thì tài danh có vẻ xuống sức. Kêu vậy chứ, tao ai kêu vậy. Tài danh được mệnh danh là cây búa vàng. 2-1. Đứt lưới rồi anh em ạ. À, hai đều. Ba hai. Khá tốt, bồi khá tốt các bạn. Không bồi khá tốt. Ba đều. Đang rất căng thẳng. Cầu cầu khá mạnh. Quá tốt các bạn ơi. 4-3. Tiếp đi em, tiếp đi. Bốn đều. Tiếp. 5-4. Bảo ơi, cố lên Bảo ơi. Tỷ số giờ 5-4. Còn. Còn. Đi luôn. 6-4. Cố lên Bảo ơi. 7-4. Cầu con. Xong. 8-4. Thằng quấn hơn. 9-4. Là một lèo rồi đó. Hay quá, Hồng bắt rất nhanh các bạn. 0-4. Hồng. Và kết thúc set thứ nhất.